À, dạ kính thưa quý đại biểu, các anh chị cùng toàn thể quý bà con nông dân, thì tiếp theo chương trình xin chia sẻ với quý bà con mình một số dịch Cái hại gì quan thế? trọng phổ biến trên cây sầu riêng Em của em. và biện pháp quản lý. Thì trong cái phần trình bày sẽ có ba phần, sẽ đi sơ về cái tình hình sản xuất sầu riêng của Việt Nam, rồi sau đó là một số cái đối tượng côn trùng gây hại trên sầu riêng, và phần tiếp theo là cái phần một số cái bệnh hại cũng như là những cái bệnh hại mà đang phổ biến hiện nay trên cây sầu riêng. Thì như chúng ta đã biết là cây sầu riêng là một trong những cây mà cái đóng góp cho cái nền kinh tế nước Việt Nam đến thời điểm hiện nay là khá cao. Vào quý 1 năm 2024 thì xuất khẩu lượng sầu riêng là đạt gần 57.000 tấn với doanh thu tăng khoảng 42% về cho cái tổng cái xuất khẩu của Việt Nam. Và đối với cái tình hình xuất khẩu như vậy nên cái doanh thu của cái ngành rau quả của mình khá là tăng. Và hiện nay cái diện tích sầu riêng của Việt Nam xuất chủ yếu là thị trường Trung Quốc, và hiện nay Bộ Nông nghiệp cũng đưa ra một số cái giải pháp để xuất sang những cái thị trường khó tính như hiện nay là có Nhật Bản, Hàn Quốc hay là Hà Lan, đang có cái kim ngạch xuất khẩu qua những cái khu vực này rất là tăng. Và khoảng 90% là chủ yếu là Việt Nam mình xuất khẩu là sản phẩm tươi là chính. Còn lại là một số cái sản phẩm là chế biến như là sấy khô hay là sử dụng làm kem hay là một số cái hương liệu. Về diện tích sầu riêng của Việt Nam đến năm 2023 thì đạt khoảng 131.000 hectare, tăng khoảng 20% so với năm 2022. Và những cái vùng từ Tây Nguyên, Đông Nam Bộ thì đa số mà họ xử lý ra hoa, không xử lý ra hoa mà họ sử dụng cho cái bộ thận. Tuy nhiên khu vực ở đồng bằng sông Cửu Long thì xử lý ra hoa vụ nghịch, nên đa số là cái giá ở cái vùng vụ nghịch đó là luôn luôn cao. Tiếp theo là một số cái đối tượng côn trùng gây hại quan trọng trên sầu riêng. Thì đối với cây sầu riêng á là diện tích luôn luôn tăng, chính vì vậy á là tình hình hiện nay là biến đổi khí hậu toàn cầu nên có nhiều cái dịch hại tấn công. Thời điểm trước kia á thì cái dịch hại rất là ít trên cây sầu riêng, chủ yếu là một cái bệnh hại quan trọng là cái Phytophthora thôi, nhưng mà gần đây thì có rất là nhiều dịch hại, trong đó là cái nhóm chích thuốc trên sầu riêng, thì trong đó là có cái nhóm gầy xanh. Thì như chúng ta đã biết là cây sầu riêng á thì nó cần cái bộ lá, nó rất là quan trọng cho sự sinh trưởng phát triển cũng như là tạo ra cái sản phẩm chất lượng cũng như là cái sản lượng rất là cao. Chính vì vậy nên cái bộ lá của sầu riêng là rất là quan trọng. Mà cái nhóm gầy này đó là nó tấn công và nó chích thuốc trên những cái giai đoạn là cơi đọt, là những cái đọt hơn giai đoạn lá còn nhỏ. Và cái triệu chứng mình sẽ dễ nhận thấy nhất là nó tấn công vào những cái lá nhỏ giai đoạn mà lá xếp lại nó chưa mở ra, và lá nó như là nó sau đó cái lá nó rụng và nó teo dập lại. Đây là hình ảnh con hành trùng cũng như là cái nhóm gầy nhảy, thì đây là cái hành trùng mà nó cũng gây hại ở giai đoạn lá nhỏ, và có trên cái lá nó có những cái chấm màu vàng nhỏ li ti, và những cái lá này sau đó nó rụng đi hàng loạt và cái cành nó sẽ trơ lại, nên cái những cái cành này nếu mà khả năng hấp thu dinh dưỡng không tới thì nó sẽ khô và chết dần xuống. Để quản lý các đối tượng này thì cái biện pháp hiệu quả nhất hiện nay vẫn là cái biện pháp mà cơ học, là vệ sinh cho vườn thông thoáng để tạo môi trường cho một số cái thiên địch phát triển. Ngoài ra thì có thể sử dụng cái vòi nước phun lên để giảm cái mật số của cái nhóm gầy, và có thể là sử dụng một số cái hoạt chất của thuốc bảo vệ vật để phun giai đoạn từ 7 đến 10 ngày, 10 ngày một lần để bảo vệ được cái cơ đọt được tốt. Tiếp theo là cái nhóm gây hại nhện đỏ. Thì trên nhện đỏ thì nó gây hại khá là quan trọng, gây hại trên lá, chích thuốc lá làm cho cái biểu bì lá nó bị biến dạng, và cái khi mà nhiễm nặng á, thì cái lá này nó sẽ rụng và cái ảnh hưởng đến cái sự ra hoa cũng như là đậu trái.
để quản lý nó thì cũng sử dụng một số biện pháp cơ học. Ngoài ra thì cũng theo dõi cái mật số của nhện ba con thành trùng trên lá, thì có thể sử dụng một số các hoạt chất có thể là phun để quản lý được cái đối tượng nhện đỏ này. Tiếp theo là cái nhóm bọ cánh cứng gây hại trên sầu riêng. Thì hiện nay cái nhóm bọ cánh cứng này nó gây hại khá phổ biến và là một cái đối tượng mà nó gây hại chủ yếu là ở khu vực miền Đông Nam Bộ, Tây Nguyên là nhiều. Thì nó gây hại vào ban đêm hoặc là sáng sớm, ban ngày thì nó sẽ chui xuống đất là nó trốn, và sau đó nó tấn công và nó ăn toàn bộ cái hệ thống lá, nhất là những cái cơ đọt lá non, làm cho cái cây nó còn trụi lại lá. Để quản lý nó thì cái biện pháp hiệu quả nhất là vẫn thăm vườn thường xuyên, và khi phát hiện kịp thời thì cần phải xử lý triệt để đối tượng này. Và khi quản lý đối tượng này thì cũng lưu ý với bà con của mình đó là khi giai đoạn cây mang bông thì hạn chế tối đa việc phun thuốc trực tiếp vào bông, thì tại vì nó ảnh hưởng đến cái sự ra hoa cũng như là đậu quả của cái hoa sầu riêng ở giai đoạn này. Tiếp theo là cái đối tượng nghiệp sáp. Thì nghiệp sáp cũng là một trong những cái đối tượng mà kiểm dịch thực vật ở các nước mà nhập khẩu sầu riêng. Thì nghiệp sáp nó gây hại trên tất cả các giai đoạn của cây, trong đó là đặc biệt là quan tâm nhất là giai đoạn mang trái, nó làm cho mất giá trị cũng như là mất cái thương phẩm của cái quả sầu riêng, làm cho cái giá sầu riêng khi bị nhiễm nghiệp sáp thì nó rất là thấp. Chính vì vậy nên cần phải quản lý cái đối tượng này càng sớm càng tốt. Để quản lý thì cần phải tạo cái môi trường thiên địch để cho giúp cho cái hạn chế cái áp lực cái mật số của điệp sáp, hay là hạn chế trồng xen với những cái một số cái nhóm cây mà nó mẫn cảm với điệp sáp, như là cây mẫn cầu, cây chôm chôm, hay là sử dụng thêm một số cái bã diệt kiến dưới đất ở các vị trí trên cành sầu riêng để diệt kiến, cũng hạn chế tối đa được cái đốm bộ hóng. Ngoài ra có thể là sử dụng một số hoạt chất để luân phiên để phun quản lý kiểm soát ở giai đoạn này. Mọt đục cành thì đối với mọt đục cành thì cà cánh ở miền Đông hay là Tây Nguyên thì biết cái đối tượng này rất rõ. Tuy nhiên thì khoảng năm 2020 thì cái đối tượng mọt đục cành này nó gây hại khá phổ biến ở khu vực trồng sầu riêng ở đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có khu vực Cải Lậy. Thì đối tượng này á, thì khi mà nhìn ở ngoài đồng thì bà con rất là khó phát hiện. Chính vì vậy thời điểm đó thì ở đồng bằng sông Cửu Long của mình á, thì bà con thường hay gọi là bệnh xì mũ khô, hay là bệnh xì mũ ướt, hay gọi là xì mũ cơm mẻ. Chính vì vậy nó ảnh hưởng rất lớn đến cái năng suất của cái cây sầu riêng. Và để quản lý cái đối tượng này thì cần phải loại bỏ cái một số cái mầm bệnh ở trên vườn, nhất là đối tượng mọt, xử lý bằng một số cái hoạt chất bằng cái thuốc lưu dẫn để hạn chế tối đa cái đối tượng này. Về cái con sâu cặp vỏ thân thì sau sau cặp vỏ thân này á, thì nó tấn công vào vỏ thân cũng như là cái nó làm cho nó đục lòm vào bên trong, làm cho cái cành hay là cái thân cây nó sẽ dễ bị gãy và nó ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của cây. Và khi mà sâu nó gây hại ở mật số cao á thì nó ảnh hưởng đến cái năng suất và cái trái nó sẽ dễ dàng rụng. Và để quản lý cái đối tượng này thì có thể là sử dụng một số cái bẫy đèn để thu hút cái thành trùng, thì là một cái biện pháp vừa cái mang tính dự báo, vừa kéo giảm cái mật số của thành trùng khi mà tấn công vào cái vỏ thân này. Ngoài ra thì có thể sử dụng một số cái hoạt chất để phun vào thân cành để hạn chế tối đa cái đối tượng gây hại này. Về cái sâu ăn bông hay là gọi là ăn trái thì cái đối tượng này á, là nó cũng khá là phổ biến và nó tấn công chủ yếu là trên những cái chùm trái, để nhiều trái trên một chùm và ảnh hưởng đến cái giá trị thương phẩm, và cả con sâu này nó ăn cả ở trên bông, làm cho cái khả năng thụ phấn nó không cao và cái bông này nó sẽ rụng đi nếu mà cái mật số con sâu đục trái này cao. Ngoài ra thì có một đối tượng sâu ăn bông nữa, thì cái đối tượng này nó xuất hiện chủ yếu ở cánh miền Đông Nam Bộ, và cái nhóm sâu này là nó ăn cắn phá ở trên những búp non của cái bông hoa của cánh hoa, và khi mật số cao thì có thể làm trụi toàn cái búp của hoa.
Và để quản lý hiệu quả đối tượng này thì cần phải lưu ý là thăm vườn thường xuyên để phát hiện, thu gom, tiêu hủy mầm bệnh. Tiếp theo là có thể là tạo cái môi trường thiên địch, chẳng hạn như là cái một nhóm số nhóm thiên địch như là cái kiến sư tử hay là bọ ngựa hay là loài nhện bắt mồi và hay là cái nhóm ăn thịt để cho hạn chế cái mật số của cái đối tượng này. Ngoài ra thì sử dụng một số cái sản phẩm trên thị trường hiện nay có sản phẩm sinh học hay sản phẩm hóa học có khả năng quản lý được cái đối tượng này. Tiếp theo là cái phần một số cái bệnh hại quan trọng ở trên sầu riêng. Thì nói về cây sầu riêng thì những cái vùng sầu riêng hay như là những bà con nông dân mà sản xuất sầu riêng mà lâu năm á thì sẽ sợ rất là lo lắng nhất là cái đối tượng cái bệnh do cái nấm Phytophthora gây ra. Thì tuy nhiên thì cái bệnh Phytophthora gây ra đến thời điểm hiện nay thì đã quản lý được, nó không có bùng lên thành dịch. Ngoài ra thì nó cũng có xuất hiện một số đồ loài cái bệnh hại mới mà hiện nay á, là không phải Việt Nam mà các nước trong khu vực chẳng hạn như Thái Lan hay là Malaysia cũng đang được bị đối mặt. Chính vì vậy là sau đây thì phải chia sẻ với bà con mình đó là một số cái bệnh trên quan trọng trên sầu riêng. Thì đối với cái nấm Phytophthora này á là mình cũng biết là cái nhóm nấm này nó tinh mang tính độc nó cao, nó gây hại trên tất cả các giai đoạn sinh trưởng và phát triển của cây sầu riêng. Nó làm cho cây sầu riêng là nó chết cây con nè, nó thối thân, xì mủ hay là bệnh thối trái hay là làm cho rụng hoa, khô cành và cái bệnh trái lá. Thì đây là một số những cái đối tượng dịch hại quan trọng mà nó gây hại, nó làm cho cái do cái nấm này nó gây ra, làm ảnh hưởng đến cái năng suất cũng như là chất lượng cái cây sầu riêng khá là cao. Đây là cái hình ảnh cái bệnh nứt thân xì mủ trên sầu riêng thì bà con cũng thấy rất là rõ là cái vết bệnh ban đầu của nó là vết nước mủ nó tuôn ra rồi sau nó nứt và nó chảy dọc theo thân, thì cái vết nước này nó tuôn tới đâu thì cái mô ở ngay trong bộ phận đó nó sẽ dễ dàng chết. Và đây là cái hình ảnh cụ thể là cái khi mủ nó tương ra là cái dạng nhóm mủ màu nâu đen đặc, và khi mà nếu mà không quan sát kỹ thì sẽ thấy nó rất là bình thường. Tuy nhiên khi mà mình dùng cái dao hay dụng cụ mình nải vào bên trong thì cái nấm này nó đã ăn ruồng vào trong cái thân của cái cây sầu riêng. Và nếu mà bị nặng á thì đây là cái hình ở bên trái của quý vị á, là cái thối thân mà hiện nay nó đang gây hại khá là phổ biến, là nó gây cái giọt nước mà nó chảy nó ẩm ẩm giống như là buổi sáng mà khóc vậy đó, thì nó làm cho cái nguyên cái phần thân này là nó ăn ruồng ở bên trong và cái phần thân đó nó sẽ lõm vào và mình sẽ rất là khó phát hiện. Đây là cái hình ảnh mà cái vết bệnh nó phát triển trên từng giai đoạn, và khi mà nó giai đoạn mà mủ nó tương ra là cây đã bắt đầu là suy kiệt và khả năng chết rất là cao. Đây là hình ảnh nặng, khi mà cây đã nhiễm nặng mà mình bỏ qua trong quá trình nó phát triển bệnh mà mình không quản lý kịp thời thì toàn bộ cái hệ thống mạch gỗ bên trong là nó chết, và cái những cái cây như thế này thì chắc chắn là nó không có kéo dài được tuổi thọ cũng như là cái độ bền vững trên cái vườn của nó sẽ không cao. Đây là cái hình ảnh mà cái triệu chứng cái xì mủ thối thân mà nó gây ra cái hiện tượng mà chết ở cái giai đoạn cây từ 3 đến 5 năm, nó gây ra chết hàng loạt. Tiếp theo là cái triệu chứng mà Phytophthora nó gây hại trên cây con. Thì đối với cây con thì khi mà mình mua giống về mà để mình trồng thì mình cần phải lưu ý là một số cái triệu chứng, chẳng hạn đối với Phytophthora này nó gây ra hiện tượng chết cây con. Với cây con thì mình thấy là cái bộ rễ nó có hóa nâu và cái trên lá thì nó sẽ cơ trên những cái đọt trên thì nó dễ dàng chết và nó rủ xuống và trên lá có những đốm. Và đặc biệt là trên cái Phytophthora này nó tấn công trên lá thì lá non lá già đều tấn công, khi mà có Phytophthora mà điều kiện thuận lợi á thì nó tấn công làm cho toàn bộ cái lá này nó có cái màu nâu và nó tấn công vào tất cả các vị trí của lá cũng như vị trí của cây làm cho cái lá nó dễ dàng rụng đi. Và đây là cái hình ảnh mà cái nấm Phytophthora tấn công ở trên vườn. Cái hình ảnh này là ở cánh miền Đông và Tây Nguyên gây hại khá nặng ở trên cái vườn sầu riêng. Tiếp theo thì cái Phytophthora nó gây hại trên trái.
Thì thời điểm trước đây á, là mình trồng sầu riêng thì mình chỉ biết là cái nó gây hại ở giai đoạn trái sau thu hoạch, là trái khi mà hái xuống rồi á, thì mình để cho nó chín tự nhiên thì nó sẽ có một số cái đối tượng nấm phi tóp phu ra tấn công ra vào. Tuy nhiên á, là thời điểm gần đây khoảng 3 đến 5 năm gần đây thì cái nấm phi tóp phu ra này nó tấn công cả giai đoạn trái còn nhỏ. Ví dụ như là giai đoạn trái ở trên hình đây là cái giai đoạn trái trước thu hoạch, nó gây ra một số cái hình triệu chứng là thối thối gai, rồi sau đó nó vít thối nó lan dần ra và những cái trái này chắc chắn nó sẽ rụng. Và một cái hiện tượng mà thối ở do cái nấm phi tóp phura gây ra thì ở Viện Cây ăn quả Việt Nam đã giám định và xác định cái nấm phi tóp phura này nó gây hại giai đoạn trái nó còn nhỏ. Khi mà nó đậu trái sau thời gian rụng sinh lý đã xuất hiện cái nấm phi tóp phura này, nó gây hại trên quả sầu riêng. Nếu mà mắt thường mình nhìn thì mình sẽ thấy những cái trái nó có màu chấm đen, mình sẽ không phát hiện nó là bệnh. Tuy nhiên khi những cái quả này nó dễ dàng nó rụng và khi mà đem về phẫu thuật để giám định thì xác nhận là cái nấm này nó tấn công vào cái gai trái, tấn công vào cái gai trái và nó ăn ruồng vào bên trong, và cái quả sầu riêng này nó nhanh chóng nó rụng đi. Tiếp theo là cái bệnh chết nhanh trên cây sầu riêng do cái nấm phi tóp phura. Đây là một cái nhóm nấm mà cái loài mới được phát hiện ở địa bàn là tỉnh Tiền Giang cũng như là ở miệt vùng khu vực Lâm Đồng. Là cái đối tượng này là gây hại là khá nặng. Đối với cái đối tượng này thì nó liên quan đến cái con mọt đục cành Cirrhosporus. Cái nhóm này á, là nó làm cho cái cây sau khi mà phát hiện ra thì cái cây nó chết trong vòng từ 1 đến 3 tháng, nó chết rất là nhanh. Tất cả các giai đoạn sinh trưởng của cây, cái cây sinh trưởng hay cây mang trái đều có khả năng chết rất là nhanh. Với cái triệu chứng là khi mà mình cạo vào bên trong thì thấy những cái mô gỗ của nó hóa nâu và nhớ có những cái chỉ màu nâu nó chạy dọc theo thân, và những cái dọc đó là những do cái nấm phi tóp phura nó gây hại và nó tiết độc tính làm cho khả năng hấp thu dinh dưỡng lên để nuôi cây rất là hạn chế. Chính vì vậy là cái cây sầu riêng nó héo và nó chết rất là nhanh. Hồi nãy cũng có chia sẻ là cái nhóm Cirrhosporus này thì nó gây hại trực tiếp vào cái thân của cây sầu riêng. Là trên người của cái nhóm họt bọt cánh cứng này là nó có một túi, một cái túi này là nó có khả năng mang cái bào tử nấm. Sau đó thì là cái nó đục vào, nhất là con cái thì con cái nó có cái màu nó hơi màu nâu đỏ, còn con đực thì có màu đen. Nó đục vào thân vào vỏ rồi sau đó vào cái thân gỗ bên trong để nó đục tạo cái hang hầm và nó đẻ trứng. Đây là cái hầm nữa, nó là đẻ trứng để sau đó nó gieo rồi rắc cái bào tử nấm để cho khi mà con nó thành trùng, cái trứng này nó nở thì đã thành con thì có cái dinh dưỡng, chẳng hạn như là cái bào tử nấm để cái thành trùng này nó ăn để nó đục nó bay ra bên ngoài. Đối với cái đối tượng này thì khó phát hiện, nếu mà cái nhìn bình thường thì sẽ không phát hiện, nhưng buổi trưa nắng thì có thể là thấy những cái trên cái thân nó có những cái xì mọt nhỏ nhỏ ra, nó xì mũ khô hay là gọi là xì mũ cơm mẻ. Đây là cái hình ảnh mà dễ thấy nhất cũng như là nó gieo rắc đẻ trứng ở trên cái thân của cây sầu riêng. Đối với cái nấm phi tóp phura này thì nó lây lan qua rất là nhiều đường, chẳng hạn như nó thuộc nhóm là bào tử động nên nó lây lan qua là mưa gió hay là do con người. Bởi vì là đối với cái nấm bào tử này á, là nhóm bào tử động nên khả năng lưu tồn ở trong cái môi trường, đặc biệt là cái xác bã thực vật hay là những cái vật liệu vỏ ở trên cái vườn lưu tồn khá là lâu và tồn tại rất là lâu. Chính vì vậy nên cần phải là cắt đứt cái nguồn bệnh từ ban đầu thì mới quản lý được cái hiệu quả đối với cái nấm phi tóp phura này. Để quản lý hiệu quả cái bệnh phi tóp phura này thì cái việc đầu tiên hiện nay là trên thế giới cũng như là Việt Nam của mình cũng đang nghiên cứu để tạo ra một số cái giống tương đối là sạch bệnh, và đặc biệt là những cái gốc ghép. Tại vì đối với sầu riêng thì mình lấy cái mắt ghép mình ghép vào cái gốc mà để cho chọn những cái gốc mà nó chống chịu được với cái mầm bệnh hiện nay, thì trên thế giới cũng như Việt Nam đã công bố là cái gốc ghép mà lá quéo cũng như là chenille
thì cái hai gấu ghép này có khả năng chống chịu và chịu đựng được khá là cao so với một số cái giống khác hiện nay đang sử dụng trên thị trường. Để quản lý được hiệu quả đối với cái bệnh thì cái việc mà thoát nước hay là một số cái tăng cường sức khỏe của cây trồng là biện pháp rất là hiệu quả để quản lý bệnh một cách nhanh chóng và hiệu quả hơn. À, về việc là tiêu hủy hay là các bộ phận bị bệnh trên vườn là một cái biện pháp mà giảm được cái áp lực cũng như là cái mật số của mầm bệnh có ở trên vườn, để khi có cái điều kiện thích hợp thì cái mầm bệnh này nó không có khả năng gây hại và tấn công. Chính vì vậy nên là cái biện pháp này là một trong những cái biện pháp hiệu quả nhất. Ngoài ra thì đối với nấm Phytophthora thì cái biện pháp cắt tỉa cành tạo tán để cho ánh nắng chiếu trực tiếp vào trên cái cây sầu riêng là một cái biện pháp rất là hữu hiệu cũng như là hiệu quả để giảm cái áp lực của mầm bệnh cũng như là không cho cơ hội của cái bào tử nấm có gặp cái điều kiện thuận lợi để nó sinh trưởng và phát triển. Tại vì khi mà cái vườn của mình mà để rậm rạp quá thì cái ẩm độ trên vườn nó cao, đó là cái điều kiện thích hợp cho cái nấm này nó phát triển. Một cái biện pháp hiệu quả để tăng cường cái quản lý tốt đối với cái bệnh do cái nấm Phytophthora này thì cần phải lưu ý là sử dụng phân hữu cơ truyền thống. Đây là đối với cây sầu riêng thuộc cái nhóm giống như là cái nhóm rễ gòn. Chính vì vậy cái phân hữu cơ truyền thống là cái điều cần thiết để cho cái vườn sầu riêng của nó được bền vững hơn. Thì phân hữu cơ truyền thống có thể là sử dụng một số cái phân, hồi nãy thì Phúc cũng nói là phân bò, phân heo, phân gác chẳng hạn. Thì song song đó thì những cái phân đó được ủ hoai mục, hoai mục kết hợp với một số cái vi sinh vật có lợi, ví dụ như là Trichobiteca hay là Streptomyces hay là Mycorrhizae vân vân, thì đó là một số cái vi sinh vật có lợi để nó tăng cường cái phát triển của một cái bộ rễ sầu riêng và cái độ bền vững rất là cao. Và vấn đề nữa là tăng cường cái sinh trưởng bằng cái biện pháp là sử dụng cái gốc ghép. Thì hiện nay á, thì ở đồng bằng sông Cửu Long á, thì ít có cái bà con của mình ít có thấy hiện tượng là trồng thêm một cái gốc ghép để tăng cường cái sức khỏe của cây. Tuy nhiên cái cánh An Giang khu vực An Giang mới trồng có, và cái khu vực ở Đông Nam Bộ đặc biệt là Tây Nguyên Đắk Lắk thì có trồng là trồng thêm một cái cây để tăng cường cái bộ rễ cũng là chống lại một số cái thiên tai mà do cái biến đổi khí hậu hiện nay, để cho cây nó không có ngã đổ cũng như là tăng được cái năng suất của cây. Thì đây cũng là một cái biện pháp. Tiếp theo thì khi mà thăm vườn thì bà con cần phải lưu ý là khi mà ra vườn thì mình nên mang ủng và sau đó thì leo lên cây để xử lý một số vết bệnh, thì mình phải đi chân để hạn chế tối đa việc phát tán cái bào tử nấm này lên trên cái dừa cao hơn. Và khi cái mầm bệnh này đã phát hiện rồi thì được xử lý bằng cách là quét cạo nhẹ ở ngoài vỏ thân, sau đó có thể là sử dụng cái hoạt chất metaxi để có thể là quét lên cái vết bệnh cho vết bệnh nó khô. Và đây là cái hình ảnh là có thể là xử lý cái vết bệnh nhỏ thì có thể quét trực tiếp, nếu vết bệnh lớn thì cứ cạo nhẹ thôi chứ không cần phải cạo sâu vô để cho cái thuốc nó thấm vào để vết bệnh nó mau khô hơn. Ngoài ra thì có thể là sử dụng cái ống tiêm. Tiêm thì tiêm này là công nghệ này là từ Úc. Thời điểm mà cái vùng trồng sầu riêng thì ở Úc họ có tài trợ là sử dụng cái ống tiêm để tiêm một số cái hoạt chất để tăng cái sức đề kháng, chống chịu được cái mầm bệnh của nấm Phytophthora này ra. Thì khi mà đem cái ống tiêm này về thì Việt Nam mình là nông dân Việt Nam rất là giỏi, đã thiết kế được một cái loại ống tiêm rất là tiện ích và rẻ tiền. Và khi mà tiêm vào thì sử dụng cái khoan tiêm và sử dụng một số cái hoạt chất là phosphonat có thể tiêm vào, thì cái chặn đứng được cái vết bệnh và phòng được bệnh rất là hiệu quả. Đây là hình ảnh tiêm và hình ảnh là để ngăn cái nấm Phytophthora này nó di chuyển cũng như cho vết bệnh nó khô. Ngoài ra thì đối với vỏ cánh cứng hay là một số cái nấm Phytophthora thì có thể là sử dụng vôi. Vôi là rất cần, ngoài việc là mình cung cấp vôi để nâng pH cho vi sinh vật hoạt động thì có thể là mình quét vôi lên thân để có khả năng giúp là bất hoạt cái bào tử của nấm Phytophthora. Ngoài ra thì cũng hạn chế được cái vỏ cánh cứng là cái nhóm Psilophorus nó đục vào trong thân của cây sầu riêng.
Đối với sầu riêng thì cũng hạn chế tối đa việc trồng xen với cái nhóm cây ca cao hay cây mít, tại vì đây là một cái đối tượng dễ dàng lưu tồn cũng như là phát tán cái nấm Phytophthora này rất là nhanh. Thì ngoài ra thì có thể là sử dụng một số cái hoạt chất để phun, để phòng, để quản lý bệnh do cái nấm Phytophthora hiệu quả trên cái vườn cây. Tiếp theo, một cái đối tượng bệnh nữa mà bà con thường hay nói là nói đối với cái bệnh trái lá thì bà con mình nghĩ tới là chủ yếu là bệnh kháng thư. Tuy nhiên thì bệnh kháng thư là cái bệnh đó là xảy ra trên tất cả các loại cây trồng. Tuy nhiên đối với cây sầu riêng thời gian gần đây thì có bệnh trái lá nó gây ra trên nhiều cái triệu chứng khác nhau và nhiều cái tác nhân khác nhau. Và Viện cây ăn quả miền Nam đã nghiên cứu với nhiều cái công trình nghiên cứu sâu về cái đối tượng bệnh trái lá này. Thì trước tiên là bà con mình cần phải nhận dạng cái triệu chứng bệnh trái lá do cái nấm Colletotrichum gây. Thì đối với cái nấm này thì mình sẽ thấy là cái lá nó trái và đặc biệt trên cái vết bệnh nó có cái một số cái vòng tròn đồng tâm. Trên cái vòng tròn đồng tâm này có những chấm nhỏ li ti nó nhô lên, thì đây là những cái hạt nấm mà khi mà mình lấy mẫu mình giám định soi với kính thì hàng vạn cái bào tử trên cái lá sầu riêng này. Tiếp theo là cái cũng là bệnh trái lá, nhưng mà bệnh trái lá này là do cái nấm Rhizoctonia gây ra, thì cái loài nó xác định là Solani. Đối với cái nấm này thì mình sẽ phát hiện đặc biệt là khi cái vườn của mình mật độ dày, ẩm độ cao thì mình ra vườn thì mình sẽ thấy một số cái lá nó phỏng, cái hình phỏng giống như là phỏng nước sôi, mà mình thấy rõ nhất á, là những cái lá này nè nó kết dính lại, có một cái như cái tơ nấm màu trắng nó phủ giống như cái bông gòn vậy đó, thì sau đó là nó kết dính lại và cái lá này nó rụng rất là nhanh chóng. Tiếp theo là cái bệnh trái lá. Bệnh trái lá này á, thì nó là cái tên của nó là có nhiều cái tên, nhưng mà hiện nay là ở các nước châu Á cũng như là đã công bố là do cái nấm là Lasio diploidia gây ra, hay một số nhà học khác có gọi gọi cái tên cũ là Botrio hay là cái Macrophuma thì cũng là nó. Đối với cái nấm này thì đến thời điểm hiện tại thì nó gây hại là khá trầm trọng và nó gây hại, nó mang cái tính là kháng thuốc rất là cao và phun rất là nhiều hoạt chất nhưng mà khó quản lý. Đầu tiên là cái triệu chứng cái lá của nó những cái chấm vàng, rồi sau đó cái mô ngay chỗ đó nó chết và nó lan ra, và đặc biệt là mình sẽ thấy là những cái trên cái lá nó có màu trắng, cái màu trắng và nó lan ra, và cái lá này là nó ảnh hưởng rất lớn đến cái năng sức của cái cây sầu riêng. Đây là cái hình ảnh một số cái triệu chứng giống như là cái lá mà nó bị nặng thì nó sẽ gây ra hiện tượng rụng. Đây là hình ảnh mà giai đoạn mà xử lý ra hoa thì sẽ thấy được một số cái hiện tượng là trái lá, có khi là trái lá có nhiều yếu tố như bằng việc trái mà trắng lên mà ban đầu nó vàng thì nó do là cái nấm Lasio. Tiếp theo một cái bệnh trái lá nữa mà cái bệnh này là khá là nặng và xuất hiện gần đây, ban đầu mình sẽ thấy là những cái chấm nhỏ li ti đầu bằng đầu kim thôi, nhưng mà sau đó thì mình thấy là nó lan rộng ra rất là lớn. Ban đầu mình tưởng là nó là cái nhóm chích thuốc tấn công vào, nhưng thực tế nó không phải, nó là do cái nhóm nấm Phomopsis tấn công vào. Và khi mà cái nhóm nấm này nó tấn công mạnh và nó phát tán mầm bệnh rất là nhanh thì bà con ở vùng trồng sầu riêng á, thì thường gọi là cái bệnh mắc cua. Thì đối với cái bệnh mắc cua này á, thì nó khó là quản lý, khó quản lý được và nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái năng sức của cây sầu riêng. Tiếp theo nữa là cái bệnh thối rễ trên sầu riêng. Thì đến hiện tại thì cái bệnh thối rễ trên gây hại trên sầu riêng không phải là ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, cái mực nước nó cái vùng đất nó thấp thì nó gây hại. Tuy nhiên ở theo kết quả giám định của Viện cây quả miền Nam, ở những cái vùng trồng từ Tây Nguyên trở vào thì là tất cả những cái vùng đều có cái bệnh thối rễ trên sầu riêng này gây ra. Thì cái triệu chứng đầu tiên là trên cái cây sầu riêng thì các bà con thấy là một số cái nhánh lá nó vàng, vàng thì vàng từ gân vàng ra, và cái lá vàng này vàng cả lá và nó rụng và những cái nhánh nó dễ dàng nó chết. Và khi mà quan sát ở bên dưới cái rễ theo cái đường kính chiếu tán xuống thì thấy rằng là cái rễ này nó thối nâu đen hết.
Và một cái ngoài cái do nấm gây ra là cái nấm là Bitum Phytophthora fusarium gây ra, thì có xuất hiện cái nhóm tiến trùng nó gây hại khá là nặng ở trên cái rễ cái cây sầu riêng, và nó làm cho cái rễ của cây sầu riêng nó thối. Và đây là cái hình ảnh mà tiến trùng nó gây hại đối với cái nhóm tiến trùng này á. Thì kết quả nghiên cứu của viện á, thì ra nhóm là Brachylentrus, ngoài ra còn có cái nhóm Helico, ngoài ra còn có một số nhóm khác, nhưng mà cái mặt số cao thì chủ yếu là cái nhóm Brachylentrus, thì nó gây hại với cái mặt số rất là cao, nó tấn công vào rễ, sau đó là cái tiềm năng tạo vết thương những cái vi sinh vật có trong đất, chẳng hạn như Phytophthora hay Fusarium hay là Bitum, nó tấn công vào làm cho cái bộ rễ nó dễ dàng bị thối và hư hại rất là nặng. Thì để quản lý tốt cả cái bệnh thối rễ cũng như là cái bệnh trái lá trên sầu riêng thì sử dụng một cái biện pháp là quản lý tổng hợp thì mới đem lại cái hiệu quả nó cao, còn mà xử lý cái biện pháp đơn lẻ thì cái hiệu quả nó không được cao. Thì cái biện pháp hiệu quả nhất là cũng như là bên canh tác là mình có thể là thoát nước thật là tốt, đừng cho để ứ đọng ở trên cái vườn. Ngoài ra thì có thể là hạn chế tối đa xử lý cái thuốc diệt cỏ trên vườn, tại vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái dàn rễ mền rễ cám của cái cây sầu riêng, nên chính vì vậy nên chưa tập trung mình làm cỏ mình cắt là chủ yếu. Và đặc biệt là giai đoạn mà sau khi mà dở cái mũ sầu riêng mà dở từ từ, mình hạn chế tối đa cái việc mà sử dụng cái cuốc để mình cuốc đất lên để mình bón phân để cho cây hấp thu, thì tại vì giai đoạn này cái rễ nó mẫn cảm rất là yếu, nếu mà mình làm như vậy thì nó ảnh hưởng rất là lớn đến cái khả năng mà phát triển của những cái giai đoạn sau, có thể là làm cho khả năng rụng. Ngoài ra thì việc mà ở cánh đồng bằng sông Cửu Long sử dụng cái bắp lo để xử lý hoa thì cũng nên hạn chế, đừng có lạm dụng cái liều quá cao, tại đến thời điểm hiện tại là nhiều nông dân sử dụng cái liều cao để mục tiêu để ra được nhiều vụ này đến vụ sau thấy cây lớn tăng lên, thì cái đây là một cái trong những là cái ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển và cái độ bền vững của cây sầu riêng. Ngoài ra thì sử dụng một số cái biện pháp chẳng hạn về kỹ thuật canh tác thì nên là cắt tỉa và cắt cây khoảng là 70 cm, đừng có để trái gần mặt đất, thì đây là cái tiềm năng cái khả năng là cái nấm Phytophthora tấn công vào, nên những cái quả ở gần dưới hay những cành dưới thì hạn chế tối đa việc để trái. Có thể là sử dụng phân hữu cơ một năm khoảng bón khoảng 1 đến 2 lần, và cái có thể là hiện nay thì trên những cái bà con nông dân của mình có sử dụng cái phân dơi thì cũng rất là hiệu quả đối với cái rễ cây sầu riêng, giúp cho cái cây sầu riêng nó phát triển tốt và hấp thu dinh dưỡng được cao hơn. Ngoài ra thì đối với cái bệnh trái lá, ngoài việc mình tác động kỹ thuật để tăng cái sức khỏe cũng như là sức đề kháng của cây, thì có thể là sử dụng một số cái hoạt chất phun chẳng hạn như Metaxy hay là một số cái hoạt chất phun luân phiên khoảng 3 lần cách nhau theo cái thời gian cách ly để cho cây nó ra độc như hấp thu cái dinh dưỡng được tốt hơn. Đối với rễ thì khả năng mình có thể là sử dụng một số cái hoạt chất để tưới vào cho cây để cho cái ức chế được cái nấm vi sinh vật ở trong đất nó phát triển, và sau đó mình tăng cái hàm lượng về phân hữu cơ kết hợp với một số cái vi sinh vật có lợi để cái bộ rễ nó nhanh phục hồi và nó tạo cái dàn rễ mới để cho cây phát triển tốt hơn. Thì tiếp theo là một số cái đối tượng mà gần đây viện cây ăn quả cũng như là các cái bà con nông dân mà trồng chuyên cây về cây sầu riêng thì thấy cái hiện tượng này rất là nhiều. Là một cái đối tượng là khi mà cái chăm sóc cái quả sầu riêng mà qua cái giai đoạn mà rụng sinh lý rồi là trái đã lớn rồi, thì nhưng mà chưa đến giai đoạn cắt, tuy nhiên nó rụng hàng loạt luôn, và bà con cũng điêu đứng cái vấn đề này, cũng đã gửi mẫu về viện thì kết quả giám định là khi mà cái quả rụng này là trên những cái cuống của cái quả thì nó còn bên trong thì nó có cái hiện tượng bất thường là nó có nhiều nước, thứ hai nữa là nó có những cái màu vàng
đỏ nó chạy dọc theo cái cuống, và khi mà phẫu thuật ra thì thấy nó bất thường, và trên cái quả thì nó có khi là có cái mủ nó tuôn ra, thứ hai là nó cái quả nó ướt thôi hay là cái quả nó bình thường. Tuy nhiên là trên cái quả mà có hiện tượng này á, thì nó có cái sự là lớn lớn đớm cái quả, chẳng hạn cái gai quả nó phát triển không đều, và nhìn như vậy thì mình tưởng là bên trong nó bình thường. Tuy nhiên thì khi mà bổ vào bên trong thì quý bà con thường thấy là bên trong nó thối với cái mùi hôi rất là hôi. Thì đây là cái thối do cái nhóm vi khuẩn gây ra. Thì cái nhóm vi khuẩn này á là nó gây hại từ giai đoạn mà hoa đến giai đoạn mà khi mà trái trưởng thành, mà cái nhóm vi khuẩn này khi mà trưởng thành mà nó cần, khi mà nó gần chín á thì có cái hàm lượng mà ruco để nó tổng hợp để cho trái á, thì đây là cái môi trường dinh dưỡng để con vi khuẩn này nó sử dụng, nên nó nhân mật số rất là nhanh, và cái trái của nó cứ thối mà nó rụng rất là lẹ. Ngoài ra thì ở đò, cánh Tây Nguyên nè, cánh ở Đông Nam Bộ nè, và ở đồng bằng sông Cửu Long cũng có một cái đối tượng là bà con thấy là gọi là cái chết, mà chết là gọi là chết ngược là cái tên mà ở bộ môn bởi vì giờ đặt để gọi là nó chết ngược, tại vì đặc điểm của nó là nó chết từ ở trên ngọn nó chết xuống. Thường thường những cái bệnh khác thì từ dưới lên, nhưng mà đối với cái đối tượng này thì nó chết từ trên chết xuống, với cái hình ảnh là trên những cái cành hay là trên những cái cành nhỏ cành lớn thì nó có cái màu nâu biến dạng, và nếu mà nặng á, thì mình sẽ thấy là những cái nấm nó tương ra ở trên cái cành, và cái những cái cành cái nấm này nó hút ký những cái dinh dưỡng cái nhựa của sầu riêng, làm cho cái cành của cây sầu riêng nó khô và những cái nhánh này nó chết rất là nặng. Và khi mà mẫu được đưa về và thực hiện một số kỹ thuật trong phòng lab thì có nhiều cái dòng nấm tấn công, trong đó là đặc biệt là cái nấm Lazio và Diploria, và cái nấm là Fusarium gây hại là khá nặng. Thì đây cũng là kết quả nghiên cứu của Viện Cây ăn quả miền Nam. Ngoài ra thì trên cái sầu riêng, ngoài cái việc thối trái do cái nấm Phytophthora gây ra hay là một số cái nấm mà sau thu hoạch, thì có cái nấm Fusarium, thì hiện nay cái đối tượng này gây hại là khá là trầm trọng, và đặc biệt là khi mà chúng tôi khảo sát đánh giá thì những cái cây nào mà có cái hiện tượng là Fusarium hay là chết ngược ở trên, thì khi thời điểm mưa xuống á thì những cái giọt nước của cái chết ngược ở trên thì nó rơi xuống, thì cái nấm Fusarium hay là cái Lazio này vẫn phát triển trên trái và nó gây hại khá là nặng. Thì trên đây là một số cái thành phần dịch hại chính cũng như là biện pháp quản lý trên sầu riêng. Thì cũng cảm ơn quý đại biểu, quý anh chị cùng toàn thể quý bà con nông dân đã lắng nghe theo dõi. Xin trân trọng cảm ơn.